Lời đầu tiên, đội thi về nghiên cứu cơ sở Việt Nam xin gửi tới ban giám khảo, quý vị khán giả cùng toàn thể các đội thi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đến với hội thi tiếng hát công nhân cao su năm 2023 về nghiên cứu cơ sở Việt Nam xin gửi tới tiết mục đơn ca, ca khúc Cao su về bản em, sáng tác Quỳnh Hợp, biểu diễn Ngọc Sầu. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hàng hàng cao su chạy dài bát ngát, trùng trùng điệp điệp dọc ngang đất trời. Góp đất quy hoạch đại điền, con trâu con dê chẳng biết tha đâu. Cây cao su về còn nhiều lo lắng, nếp ăn nếp nghĩ nay đã đổi thay. Cao su bên dưới trên vật đồi, cao su hằng hằng phủ núi trồng, bản làng yên tĩnh đã đổi thay. Trời cao, cao su xanh ngát những vật đồi, cao su chống chọi rét công tâm. Khi rừng cây cao su khép tan, đón những giọt vàng xanh ứa trào. Sau hơn 15 năm phát triển tại khu vực miền núi phía Bắc, trải qua những giai đoạn thăng trầm, giờ đây dòng Như Trắng đã chạy giữa núi rừng bao la. Cây cao su đã dần bén rễ vào lòng người và tâm trí của bà con thôn bản. Cao su Việt Nam vượt khó đi lên. Hôm nay anh về bản em, đường làng đổi mới bỡ ngỡ bước chân. Hội làng đông vui từng đôi trai gái, rộn ràng xuống chợ xôn xao núi rừng. Sông ấm no thương người, hoa cao su nở thắm mầm xanh lộc biếc ngát trên đôi bàn em. Bản làng cuồn theo dòng nhựa trắng thoát đôi nghèo xây cuộc sông ấm no thương người, hoa cao su nở thắm mầm xanh lộc biếc ngát trên đôi bàn em. Dự thi của đội thi về nghiên cứu cơ sở Việt Nam đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể hội thi, chúc hội thi thành công rực rỡ. Việt Nam làm sao cho tổ quốc.